vâng, vú sữa của Việt Nam. À, vâng, và hiện giờ là đã đi về vú sữa Hoàng Kim á, thì nó gồm 3 trái cây, cho nên chúng tôi hái 3 trái cây ra để chúng tôi so sánh. À, đây giữa tay của anh giám đốc này là một trái vú sữa Việt Nam. Là. Đây đây đây, lá vú sữa Việt Nam đây các bạn trái biết không? Đây là vú sữa Việt Nam, trái đây, trái đây, trái đây. Nó giống như là trái Hoàng Kim các bạn ạ. À. Nó giống như trái Hoàng Kim, nhưng mà khi nó chín á thì nó lại khác hoàn toàn. Cái màu của nó không phải màu vàng như thế. Đấy, cái lá Hoàng Kim. À. Này. Không phải màu vàng như vậy. Và trái Likima này các bạn thấy hoàn toàn 3 trái khác nhau các bạn thấy chưa? À, nhưng mà khi chúng ta ăn á là hoàn toàn ở ruột là nó khác nhau. Chất lượng hoàn toàn khác nhau. Anh này thì thơm mát lắm. Anh này cũng ruột như thế nhưng mà không thơm mát bằng. Đấy. Đây là lá của Hoàng Kim. Ồ, đây là lá Hoàng Kim đây. Đây em để cái lá Hoàng Kim đây. Đây, đây là lá Hoàng Kim. Đây là vú sữa, đây là Likima. Ba cái này anh quy tụ lại thành trái này. Rồi kỹ sư đang có thể để cho mọi người xem. Hoàng Kim. Đây. Các bạn thấy không? Hoàng Kim nè. Nhỏ vẫn có hoa nhá. À, còn anh này á thì chắc năm ra lần anh nhỉ. Cũng quanh năm. Quanh năm. À, cái giống này cũng giống mình ngoại nhập lên không về thị trường Việt Nam. Ủa vậy là Likima này là của nước ngoài anh? Ừ, của nước ngoài. Ừ. Trái này sẽ to hơn trái của Việt Nam và dài hơn của Việt Nam mình. Ok, khi ăn thế nào anh? Ăn thì cái độ bùi và độ ngọt rất là tuyệt vời. Ừ. Vậy là chúng ta đã có 3 trái cây, hôm nay chúng ta thăm miệt vườn đã có 3 trái cây để chúng ta giới thiệu với mọi người nhé. Đúng rồi, bây giờ cái trái Hoàng Kim, vú sữa Hoàng Kim của nước ngoài là mình nhập về thì cái ưu điểm vượt trội là ngọt hơn trái vú sữa Việt Nam. Ừ. Và một cái tuyệt vời hơn nữa là cái độ mủ không có như vú sữa của Việt Nam. Đúng rồi. Và cái đặc biệt là cái màu sắc. À, được mệnh danh là trái hoàng kim quả. Oh, à, dành cho vua chúa nên là trái chín sẽ màu vàng rất là bé. Nãy mình ăn một trái là giống như là vua ăn phải không? Rất là sướng. Rất là phê.